Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Thanh Tâm, chuyên gia nước của Enterbuy Việt Nam. Như các bạn đã biết, nước có vai trò vô cùng quan trọng với sự sống của mỗi chúng ta. Nước tham gia vào mọi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chúng ta có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần, nhưng chắc chắn không thể nhịn khát trong vòng vài ngày. Điều đó khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nước đối với con người. Vậy, làm thế nào để có thể uống nước đúng cách và đúng loại? Và xu thế uống nước hiện nay tốt nhất là gì? Và hãy cùng tôi dành vài phút để tìm hiểu qua trong video này nhé. Như thế nào là uống nước đúng cách? Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen chỉ uống nước khi cảm thấy khát hoặc là khô miệng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng sự khô miệng hay cảm giác khát cũng là báo hiệu cuối cùng của cơ thể về trạng thái thiếu nước. Và khi chúng ta không cung cấp đủ nước thường xuyên cho cơ thể, các cơ quan quan trọng được ưu tiên như não sẽ phải lấy nước từ các bộ phận cơ quan khác để duy trì hiệu quả làm việc của nó. Chính vì thế mà nó gây ra cái hiện tượng thiếu nước cục bộ tại một số cơ quan bộ phận trong cơ thể. Và đó là căn nguyên phát sinh những vấn đề sức khỏe do thiếu hụt nước gây ra. Chính vì vậy, các bạn hãy bổ sung nước thường xuyên đều đặn và nên uống từng ngụm nhỏ sau 10 phút chứ không phải đợi khát mới uống. Và bên cạnh việc uống nước đúng cách, bạn cần phải chọn đúng loại nước để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Theo kinh nghiệm từ thời cha ông ta để lại, chúng ta thường vẫn chọn sử dụng các loại nước có như là nước đun sôi để nguội, sau đó là các phương án như là nước đóng chai, nước bình để tiện cho quá trình di chuyển và mang theo. Và bây giờ thì người ta sẽ sử dụng máy lọc nước. Và liệu những loại nước này có thực sự tốt và an toàn như chúng ta nghĩ không? Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích về nước đun sôi. Nước đun sôi để nguội là loại nước có thể tốt trong các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng loại nước này thì các bạn cần lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất là việc đun sôi nước chỉ có tác dụng diệt khuẩn trong nước để tránh nhiễm khuẩn khi uống nước. Và thứ hai là đun sôi nước không có tác dụng loại bỏ các tạp chất gây ô nhiễm độc hại trong nước. Thứ ba là việc đun sôi để nguội cần được sử dụng trong ngày và phải rửa bình thường xuyên. Thứ tư là nguy cơ gây nhiễm một số chất không tốt cho cơ thể khi đun sôi, đặc biệt là đun đi đun lại nhiều lần. Và hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, việc sử dụng nguồn nước đã qua xử lý và giải pháp bảo vệ sức khỏe là cần thiết cho mỗi hộ gia đình. Thứ hai là nước đóng chai, nước đóng bình và nước qua máy lọc nước, hay còn gọi là nước tinh khiết. Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng nước tinh khiết là loại nước sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe. Đồng thời, các loại nước đóng chai, nước đóng bình khá tiện dụng và chúng ta thường xuyên sử dụng chúng hàng ngày. Tuy nhiên, theo công bố chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới được đăng tải trên WHO với vai trò, khoáng chất cũng như là những rủi ro sức khỏe khi sử dụng nước tinh khiết trong thời gian dài như sau. Thứ nhất là tỷ lệ tử vong do ung thư và tim mạch, tỷ lệ nghịch với khoáng chất trong nước uống. Thứ hai là chế độ ăn đầy đủ không thể bù đắp được sự thiếu hụt khoáng chất trong nước uống. Thứ ba là khoáng chất ở dạng ion thì sẽ dễ hấp thụ hơn là khoáng chất trong thực phẩm. Thứ tư là sử dụng nước tinh khiết để nấu ăn thì có thể nguy cơ mất đến 60% khoáng chất trong thực phẩm. WHO cũng đưa ra những tiêu chuẩn khoáng chất có trong nước uống như sau. TDS thì sẽ nằm trong khoảng từ 100 ppm đến 1000 ppm. Độ cứng thì sẽ trong khoảng từ 75 ppm đến 125 ppm. Tiêu chuẩn khoáng chất có trong nước của EU, TDS sẽ trong khoảng từ 250 ppm đến 500 ppm. Các loại nước uống có chứa khoáng chất theo tiêu chuẩn cho phép trên là những loại nước uống tốt cho sức khỏe mà bạn nên lựa chọn sử dụng. Trải qua quá trình dài nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà khoa học đã cho ra kết quả về xu thế uống nước tốt cho sức khỏe mới nhất hiện nay như sau. Cấp độ 1 là nước khoáng hay là nước còn khoáng. Các giải pháp cho nước uống còn khoáng bao gồm nước khoáng đóng chai, nước được tạo ra bởi máy lọc nước giữ khoáng. Dòng máy giữ khoáng tốt nhất hiện nay là máy lọc nước Lano hay là máy lọc nước ion canxi. Không chỉ giữ lại khoáng chất mà còn tăng cường hấp thu canxi cho cơ thể. Cấp độ 2 là nước uống ion kiềm. Giải pháp ion kiềm hiện nay cũng như nước khoáng ở trên thị trường đang cung ứng hai loại là nước ion kiềm đóng chai và máy lọc nước ion kiềm gia đình đang dần phổ biến ở các gia đình Việt Nam. Và cấp độ thứ ba là cấp độ cao nhất là nước uống ion kiềm giàu hydro. Giải pháp trên thị trường hiện nay cũng có hai loại là nước giàu hydro đóng chai và máy lọc nước ion kiềm giàu hydro tại nhà. Hãy bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu của mình ngay từ việc uống nước đúng cách và đúng loại ngay hôm nay nhé. Và uống nước đúng cách bằng việc cung cấp nước cho cơ thể đầy đủ và đều đặn theo thời gian. Đừng đợi khi khát thì mới uống. Và đặc biệt, bạn nên chọn sử dụng những loại nước còn khoáng để mang lại những lợi ích vô cùng quan trọng cho sức khỏe. Và thế hệ nước tốt nhất hiện nay là nước còn khoáng, có tính ion kiềm và giàu hydro. Với những thông tin chúng tôi cung cấp, hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe gia đình mình tốt hơn mỗi ngày. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này và hãy theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật thêm những video mới nhất nhé.